Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 13 tháng 4, các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 mở rộng đã tiến hành thảo luận tại các tổ. Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các nội dung, các báo cáo, văn bản trình tại hội nghị. Góp ý kiến và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Một số đại biểu đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu, mục tiêu còn chưa đạt hoặc là thấp. Trên cơ sở đó, dự báo tình hình, đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Đồng thời nêu rõ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện một số đề án, chính sách. Lãnh đạo một số địa phương vùng cao cho rằng, những tháng đầu năm nay, giá cả nhiều mặt hàng, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tăng cao, nên đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. Đồng thời mong muốn tỉnh quan tâm đến công tác cán bộ ở vùng cao, bởi hiện tại đang thiếu, nhất là thiếu cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, am hiểu những lĩnh vực đặc thù. Các đại biểu đề nghị tỉnh cần quan tâm tăng cường đưa cán bộ về cơ sở. Đối với công tác đầu tư thực hiện các chương trình dự án, các chính sách hỗ trợ ở vùng cao, tỉnh cần quan tâm có cơ chế đặc thù riêng hay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cần có sự tính toán kỹ lưỡng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại một số địa phương, nhu cầu của nhân dân liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất lớn, nhưng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện mới chỉ đáp ứng được 50% khối lượng công việc. Một số đại biểu đề nghị tỉnh sớm ban hành tiêu chí nông thôn mới thuộc thẩm quyền của tỉnh để các địa phương sớm hoàn thiện đề án huyện nông thôn mới trình tỉnh quyết định. Tỉnh cũng cần quan tâm ưu tiên nguồn vốn cho các xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới năm 2022. Qua thực tế cơ sở cho thấy, quá trình xây dựng nông thôn mới tiêu chí về môi trường thiếu tính bền vững, nên một số đại biểu mong muốn các ngành đoàn thể của tỉnh tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua để giúp các địa phương đảm bảo môi trường tốt hơn. Một số đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường thêm nguồn vốn để các địa phương phát triển mạnh đề án giao thông nông thôn, vì ngoài chỉ tiêu giao, hiện nhu cầu ở cơ sở về làm đường còn lớn. Việc thực hiện nghị quyết 69 ở một số địa phương còn những khó khăn nhất định, nhất là việc hỗ trợ chăn nuôi lợn, vì hiện do giá lợn hơi giảm nên việc vận động nhân dân tham gia đề án khó khăn. Bên cạnh đó, các đại biểu đã cho ý kiến bằng văn bản đối với từng nội dung cụ thể. Về công tác quy hoạch cán bộ, các đại biểu cho rằng cần có hướng dẫn kỹ hơn về một số chức danh. Đồng thời đề nghị bổ sung vào dự thảo về các chính sách tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ gắn với trang bị kỹ năng cho lực lượng cán bộ công chức viên chức. Về chương trình hành động chuyển đổi số, một số đại biểu cho rằng nhiệm vụ chuyển đổi số phải được thực hiện một cách toàn diện ở các cấp ngành, trong đó ngành thông tin và truyền thông là đơn vị nòng cốt. Một số ý kiến góp ý điều chỉnh chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt những mục tiêu đề ra. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 mở rộng sẽ tiếp tục làm việc đến hết buổi sáng ngày 14 tháng 4. Đài phát thanh truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về những nội dung quan trọng của hội nghị. Mời các bạn chú ý theo dõi.